Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem bói tháng riêng, 6 con giáp này nhớ đề phòng tiểu nhân hãm hại. Vận tiểu nhân vượng dễ khiến cho ta đang đi đường bằng cũng gặp vấp ngã. Xem bói tháng riêng thấy rằng những con giáp sau nhất định phải nhớ đề phòng tiểu nhân bất cứ lúc nào. Cùng lịch ngày tốt xem ngay sau đây nhé. Tuổi Dần. Người tuổi Dần trong tháng đầu năm Mậu Tuất 2018, vận trình không thấy may mắn khi mà ra cửa đã có điềm báo tiểu nhân hãm hại, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Bản mệnh tính tình ngay thẳng, lại nóng vội, bộc trột, nên đôi khi làm ra những chuyện cảm tính, càng dễ bị kẻ xấu xúi giục, khiến cho sai lầm, nối tiếp sai lầm. Con giáp này càng cần phải chú ý, biết cách chọn bạn mà chơi, không để những lời lẽ ngọt ngào như viên đạn bọc đường khiến cho mình lầm đường lạc lối. Nghe lời bạn xấu chẳng những khiến cho bản mệnh mắc vài sai lầm mà còn có khi còn trả giá bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt do chính mình vất vả làm ra. Ngày xuân năm mới tuy vui nhưng đừng để bị lôi kéo vào mấy trò cờ bạc đỏ đen, nướng hết tiền bạc trong tay vào sới bạc. Thế chẳng khác gì đi kiếm củi 3 năm mà lại thiêu hết trong 1 giờ, phí hoài không để đâu cho hết. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn tuy năm mới không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, song xem bói tháng riêng năm 2018 lại thấy ẩn hiện tiểu nhân. Điềm báo cho thấy bản mệnh cần phải chú ý nhiều trong các mối quan hệ làm ăn, hợp tác kinh doanh, kẻo bị kẻ xấu hãm hại. Bản mệnh tin người thái quá, có thể sẽ phải trả giá bằng chính tiền bạc đáng lẽ mình được hưởng. Kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm độc, dễ dàng hớt tay trên, cướp lấy thành quả bạn khó khăn lắm mới có được, đến ngày thu hoạch, cuối cùng công sức bỏ ra nhiều mà nhận được thì chẳng là bao nhiêu. Vận tiểu nhân vượng còn khiến cho bản mệnh dễ hao tiền tốn của và những trò bạc cờ bạc đỏ đen. Xin nhắc những chú rồng phải biết giữ mình, tránh xa những sới bạc đầu xuân. Vui thì vui, nhưng mà lừa đảo cũng nhiều lắm đấy. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong tháng đầu năm Mậu Tuất cần luôn luôn nhắc nhở bản thân mình phải giữ bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng đừng để mình dễ dàng bị gục ngã. Tử vi phương Đông cho thấy con giáp này trong tháng vượng vận tiểu nhân khởi phát, nếu không chú ý lời ăn tiếng nói, hành sự thận trọng thì rất dễ vướng phải tai họa. Thị phi đến từ bất cứ nơi đâu, nhất là các mối quan hệ mà ta tưởng chừng vô cùng thân thiết, nhưng hóa ra cũng chẳng kinh qua được khó khăn trở ngại. Bản mệnh cả nể, không biết cách điều tiết các mối quan hệ để cho mâu thuẫn và hiểu lầm không ngừng nảy sinh. Đó cũng chính là lý do mà con giáp này tự tạo kẻ thù cho chính mình. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, bạn sẽ phải trả giá bằng những thứ đáng ra thuộc về mình mà rồi lại mất đi. Đó có thể là chức vị mà bạn đang phấn đấu đạt được trong suốt một thời gian dài, cũng có thể là khoản tiền thưởng mà lẽ ra bản mệnh xứng đáng nhận được vì những cố gắng và nỗ lực của mình trong công việc. Hãy luôn nhắc nhở bản thân mình đến những điều này nếu không muốn gặp phải tai ương. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu bị họa tiểu nhân vây quanh, các mối quan hệ xã giao phức tạp khiến cho bạn thù lẫn lộn. Bản mệnh khó bề mà phân biệt được ai là người tốt với mình, ai là người chọc gậy bánh xe, đâm dao lưng dù ta đối tốt với họ. Phải cố gắng khiêm nhường, nhún mình xuống để tránh thu hút kẻ tiểu nhân. Những lời bàn tán sau lưng hãy bỏ lại, trở nên góp miệng khiến cho tin đồn lan xa. Cuối cùng chính mình cũng sẽ phải chịu hậu quả, chịu quả báo khi mà làm chuyện thất đức, tự tạo ra phiền nhiễu rối ren trên con đường tiến thân của mình. Người tuổi Sửu nên làm ăn đường hoàng, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chỉ một bước pha xa chân có thể phải trả giá bằng tiền bạc, danh tiếng và những năm tháng đáng quý của cuộc đời. Kẻ tiểu nhân bơm xấu, đầu tố khiến cho bản mệnh lọt xuống hố sâu bất cứ lúc nào. Tuổi Dậu. Hung cát đan xen, vận trình tháng riêng của người tuổi Dậu có cả hung và cát. Con giáp này vừa có quý nhân nâng đỡ, vừa vui khôn xiết thì lại phải cảnh giác khi mà họa tiểu nhân đang đến rất gần. Trong công việc cần phải dựa vào sức mình là chính chứ đừng ỷ lại vào người khác, chẳng thể tin tưởng ai hơn chính bản thân mình. Kẻ mà bạn cho là bạn bè không có gì để di chuyển nổi thì vì lợi danh có thể bàn đứng ta bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn bè cũng cần phải hòa đồng và cởi mở hơn trong các mối quan hệ xã giao. Tự cách biệt mình khỏi tập thể có thể khiến cho bạn bị cô lập, tạo thế thuận lợi cho kẻ tiểu nhân hãm hại. Tuổi Hợi. Xem bói tháng riêng năm Mậu Tuất 2018.
tin không mấy tốt lành với người tuổi Hợi khi mà vận trình tình cảm sa sút, có điềm báo tiểu nhân quấy phá khiến cho gia đạo bất hòa, vợ chồng lục đục, các cặp đôi cũng gặp phải nhiều vấn đề, lại thêm kẻ xấu ở giữa bơm đều nên dễ dàng nảy sinh quá nhiều hiểu lầm, cãi vã rồi xung đột. Cần phải giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, chớ cả giận mất khôn, kẻo tới khi tỉnh ra thì ta chẳng còn ai bên ta nữa. Hãy linh hoạt trong cách xử lý tình huống, đừng để cho kẻ tiểu nhân chen chân vào mối quan hệ tình cảm thân thiết của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.